Người phụ nữ ôm lấy con gái đang chạy ngang qua đường ngã xuống ngay trước chiếc xe ô tô. Chiếc xe không hề đâm trúng cô, thế nhưng cô ấy lại lập tức ngất đi. Lái xe tưởng rằng đã gặp phải kẻ chuyên ăn vạ, không ngờ những người xung quanh đều đứng về phía người phụ nữ và quay ra chỉ trích anh. Cuối cùng anh chỉ đành đưa hai mẹ con họ tới bệnh viện. Sau khi người phụ nữ tỉnh dậy, người đàn ông kiên quyết bảo bác sĩ làm kiểm tra toàn diện cho cô ấy để tránh sau này cô lại quay ra ăn vạ mình. Sau khi kiểm tra xong xuôi, ngay khi người đàn ông đang chuẩn bị rời đi, không ngờ là hai mẹ con họ lại chạy đuổi theo, lại còn leo thẳng lên xe anh ấy ngồi, khiến người đàn ông không biết phải nói sao nữa. Anh giận dữ kéo người phụ nữ xuống xe, sau đó lấy hết toàn bộ số tiền mặt trên người đưa cho cô ấy, cảnh cáo cô không được bám lấy mình nữa, thậm chí còn chế giễu thủ đoạn lợi dụng con trẻ để giành sự đồng cảm thật sự rất hèn hạ. Nói xong anh bèn hiên ngang rời đi, hoàn toàn không cho người phụ nữ cơ hội giải thích khiến cô ấy rất tủi thân. Thực ra hoàn cảnh cuộc sống của Hisu cũng rất đáng thương, gánh trên vai khoản vay nặng lãi do người chồng đã chết để lại. Một mình đưa theo con gái trốn đông trốn tây để sống qua ngày, ban nãy vì để trốn nợ nên cô mới trèo lên xe người đàn ông. Khi vừa về đến chỗ khu nhà thuê, từ đằng xa cô đã nhìn thấy bọn đòi nợ chặn ở ngoài cửa, phe này ngay cả nhà cũng chẳng về được nữa rồi. Cô chỉ đành đưa con gái đi tới nhà hàng vừa mới ứng tuyển ban sáng để qua đêm, hai mẹ con cuối cùng cũng có được những phút giây yên bình ngắn ngủi. Chính vào lúc này cô phát hiện ra người đàn ông cao to mình gặp lúc ban sáng cũng đang ở trong nhà hàng, cô lặng lẽ đi theo phía sau anh. Thế rồi vô tình nghe lén được bí mật của người đàn ông, hóa ra mẹ anh đang mắc bệnh cần phải được cấy ghép gan. Anh bởi vì nhóm máu không phù hợp nên không thể hiến được, vì thế anh bèn bảo quản lý nhà hàng tìm cho mình một người phụ nữ muốn bán gan để kết hôn giả với anh. Sau đó lấy danh nghĩa người thân để tiến hành hiến tặng, bất kể cần bao nhiêu tiền anh cũng đều đáp ứng. Hisu đang lúc thiếu tiền nghe thấy chuyện này lập tức dao động, cô vô tình gây ra tiếng động, vì quá sợ hãi nên cô vội vàng bỏ chạy. Chi-hun nghe thấy tiếng động bèn đuổi theo sau, không ngờ đối phương lại chính là kẻ ăn vạ chuyên nghiệp ban sáng. Hisu nhất thời kích động nói với Chi-hun rằng cô quyết định nhận mối làm ăn này. Hãy cưới tôi đi, tôi sẽ hiến gan cho mẹ anh. Lúc này quản lý nhà hàng cũng đuổi tới nơi, phát hiện người nghe lén chính là nhân viên mới tới Hisu. Còn Hisu sau khi biết người đàn ông trước mặt chính là ông chủ nhà hàng thì sợ đến ngây người, không dám nhắc đến chuyện kết hôn giả nữa, cõng theo con gái hoảng hốt rời đi. Hôm sau đám đòi nợ tìm đến nhà hàng làm loạn, Hisu không muốn gây phiền phức cho mọi người. Vì thế bèn xin Chi-hun cho mình nghỉ việc, trước khi đi cô trả lại nguyên vẹn số tiền anh đã đưa cho mình trước đó. Sau đó người quản lý đi tìm đối tượng kết hôn giả cho ông chủ nhà mình, đáng tiếc nếu không phải quá già thì cũng quá nhà quê. Căn bản không xứng với khí chất công tử nhà giàu của Chi-hun, như thế sao có thể khiến bệnh viện tin rằng bọn họ là vợ chồng được cơ chứ? Vì thế Chi-hun lại nghĩ đến Hisu, anh dựa theo hồ sơ tìm đến được nơi cô ở, nhưng lại bị bà chủ nhà tốt bụng tưởng nhầm rằng đến để đòi nợ nên liên tục xua đuổi anh. May thay còn chưa đi được bao xa đã phát hiện Hisu, cô đang đứng đọc tờ quảng cáo tuyển dụng vị trí tiếp rượu quán bar. Chi-hun nhìn ra được cô rất thiếu tiền, vì thế bèn kéo cô tới khách sạn để bàn chuyện kết hôn giả. Đáng tiếc anh chàng phú nhị đại trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo, căn bản không hiểu thế nào là tôn trọng người khác, cho rằng Hisu nói cần thời gian suy nghĩ là vì để trả giá. Vậy nên dùng từ rất thô lỗ khiến cô thay đổi suy nghĩ, cuối cùng hai người kết thúc cuộc nói chuyện trong không khí chẳng mấy vui vẻ. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, cuộc sống của Hisu vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn, kết quả kiểm tra trong vụ tai nạn trước đó đã có. Trên đó hiển thị cô có khối u trong não, sau khi nghe thấy tỷ lệ sống rất thấp, cô nhất thời không thể chấp nhận nổi hiện thực này ngã khuỵu trên đất. Vì để cuộc sống sau này của con gái được đảm bảo, cô chỉ đành chủ động tới tìm Chi-hun, còn Chi-hun lúc này cũng đang đau đầu vì bệnh tình của mẹ có chiều hướng diễn biến xấu đi. Hai người lạ vừa mới quen nhau được mấy ngày đã đi chụp ảnh kết hôn, lại còn phải bày ra đủ loại tư thế thân mật, cả hai đều cảm thấy vừa ngại vừa buồn cười. Hai người kết hôn giả để che đậy việc mua bán gan, Hisu muốn đòi số thù lao đủ để cho con gái lớn khôn. Chi-hun cũng rất hào phóng lập tức đồng ý, sau đó bèn vội vã đưa cô đi làm kiểm tra tính tương thích. Khi y tá hỏi về quan hệ của Hisu với bệnh nhân, Chi-hun lập tức chen mồm và bảo rằng đây là vợ tôi. Y tá luôn miệng khen ngợi nói Hisu thân là con dâu có thể đưa ra được quyết định này hẳn là chẳng dễ dàng gì. Rất nhanh sau đó đã có kết quả kiểm tra cho thấy hoàn toàn tương thích. Chi-hun đưa cho Hisu một gói tiền đặt cọc, số này đã đủ để cô trả hết khoản vay nặng lãi kia. Sau đó anh bảo cô quay trở lại nhà hàng làm việc, thậm chí còn chuẩn bị sẵn một nhà kho để cho cô ở, cũng coi như giúp mẹ con cô giải quyết được vấn đề cấp bách trước mắt. Thế nhưng đứa bé bị anh ngó lơ lại không dễ xử lý như vậy. Trong lúc đang nói chuyện anh bỗng nghe thấy tiếng bùng bộp, đẩy cửa ra thì mới phát hiện hóa ra là con gái của Hisu đang nhảy dây. Ai cho phép cháu nhảy dây ở đây thế? Ân Sung vốn đã rất ghét người chú xấu xa lái xe đâm vào mẹ mình này, bây giờ lại còn la hét ầm ĩ trước mặt cô bé, vì thế cô bé càng không thèm đáp lời Chi-hun. Lúc này Hisu và anh chàng phục vụ tới giúp chuyển nhà cùng bước ra từ trong phòng, họ vừa chỉnh sửa quần áo vừa luôn miệng kêu nóng. Cảnh tượng này khiến Chi-hun nóng máu, anh cảnh cáo anh chàng phục vụ nơi này sau này là nhà của Hisu, không được tùy tiện ra vào. Anh chàng phục vụ vừa định giải thích lập tức bị Hisu ngăn lại, bảo anh hãy cứ đi làm việc của mình tiếp đi. Lúc này thấy Ân Sung lại đang nghịch nước, Chi-hun bèn bảo cô bé mau dừng lại. Không ngờ cô bé lại xoay người chĩa vòi nước bắn về phía anh, Chi-hun vội vàng né tránh, kết quả người gặp xui xẻo lại là quản lý.
Sau đó họ vẫn cần phải đối mặt với cuộc điều tra của bệnh viện, chứng minh việc hai người đã qua lại với nhau rất lâu. Quản lý đưa tài liệu về Chi-hun cho Hee-soo, bảo cô học thuộc toàn bộ chúng. Anh ta còn đặc biệt nhấn mạnh kích cỡ của đồ lót, dù gì thì họ cũng là vợ chồng, đây cũng là điều mà cô nên biết. Rất nhanh sau đó mẹ của Chi-hun từ chỗ y tá biết chuyện con dâu muốn hiến gan cho mình, vì thế bèn giả vờ làm mất điện thoại để hỏi y tá về cách thức liên lạc với Hee-soo. Nghe thấy mẹ chồng muốn gặp mình, Hee-soo có chút lúng túng, vội vàng gọi điện thoại cho Chi-hun. Trùng hợp là lúc này anh lại đang có cuộc họp nên không thể nghe máy được, Hee-soo chỉ đành tự đương đầu với thử thách một mình. Quả đúng là gừng càng già càng cay, mẹ Chi-hun chỉ dùng 2-3 câu đã nhìn ra ngay hai người họ kết hôn giả, bà hỏi thẳng Hee-soo đã nhận bao nhiêu tiền. Chính vào lúc này Chi-hun đã kịp thời xuất hiện, hai mẹ con lập tức nảy sinh tranh cãi dữ dội. Hóa ra mẹ của Chi-hun là một người tình bị vứt bỏ, Chi-hun với thân phận con riêng chẳng dễ dàng gì mới có được sự công nhận của bố. Người mẹ lo rằng chuyện trái pháp luật này mà bại lộ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con trai. Còn Chi-hun thì nói nếu như mẹ thật sự quan tâm con thì không nên uống rượu không kiểm soát như vậy, để rồi tạo thành kết cục như ngày hôm nay, nói xong bèn kéo theo Hee-soo đẩy cửa rời đi. Khi ra đến bên ngoài hai người lại phát sinh mâu thuẫn về chuyện có cần phải giấu mẹ hay không, cảm xúc của cả hai đều rất kích động. Chính vào lúc này y tá đột nhiên dẫn theo điều tra viên đến, tỏ ý muốn nói chuyện với hai người họ. Chi-hun thấy vậy vội vàng ôm lấy Hee-soo, làm ra vẻ vợ chồng ân ái. May thay hai người đã chuẩn bị đầy đủ, họ dễ dàng trả lời được tất cả câu hỏi. Thế nhưng khi điều tra viên biết Hee-soo còn có một đứa con gái, vì thế bèn tiện mồm hỏi Chi-hun một câu con gái tên là gì. Chi-hun nghe xong ngây người. May thay Hee-soo nhanh trí liền lập tức nói ra tên con gái, nhờ vậy mà Chi-hun mới không bị lộ. Thế nhưng điều tra viên đã nhìn ra sơ hở, yêu cầu lần gặp mặt sau phải được thấy ân sung, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Chi-hun. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là phải mau chóng tạo dựng mối quan hệ tốt với cô bé. Nghĩ tới đây anh cảm thấy đau đầu vô cùng. Mẹ của bé gái có bạn trai mới, cô bé sợ mình sẽ mất mẹ, vì thế tỏ ra rất kháng cự với người bạn trai mới của mẹ. Hơn nữa ông chú này còn suốt ngày la hét inh ỏi. Khi nghe nói giày mới quần áo mới trên người mình đều là do Chi-hun mua, cô bé không nói lời nào cứ thế cởi sạch quần áo trên người ra. Khi được bế lên để cho động vật ăn, sau khi xoay người phát hiện lại là Chi-hun, cô bé lập tức vùng vẫy đòi được thả xuống. Thấy Chi-hun cầm kem đi tới trước mặt, cô bé cũng lập tức hất nó xuống đất, sau đó gào khóc bảo mẹ không được rời xa mình. Hee-soo chỉ đánh liên tục vỗ về con gái, đến khi Chi-hun kéo theo một chùm bóng bay trở về, hai mẹ con họ không biết đã biến mất từ bao giờ. Chi-hun đứng ngây ngốc một chỗ, anh nhớ lại hồi còn bé cũng chính tại khu vui chơi này, mẹ muốn đưa anh đến nhà bố, bà quyến luyến dặn dò anh phải nghe lời bố, đừng gây sự với anh trai. Anh không muốn rời khỏi mẹ mình, thế nhưng lực bất tòng tâm, trong cơn tức giận anh đã ném cây kem xuống đất, sau đó chạy về phía người bố xa lạ. Khi đến nhà bố mình, anh lại bị vợ của bố ghét bỏ, nói anh là đồ không có giáo dục, giống như một đứa trẻ không cha không mẹ. Chi-hun nghe xong rất ấm ức, anh lén lút lẻn ra bên ngoài chạy đến trước tòa nhà mẹ ở, dùng những viên đá nhỏ liên tục ném vào cửa sổ, thế nhưng mãi vẫn chẳng thấy có ai đáp lại. Chính vào lúc này tiếng còi xe cấp cứu vang lên, Chi-hun ngây thơ sau khi nghe những lời bàn luận của hàng xóm mới biết, hóa ra mẹ mình đã cắt cổ tay tự vấn, chuyện mẹ làm tình nhân cũng đã bị truyền ra ngoài. Chiếc xe cứu thương đã rời đi, Chi-hun chạy theo sau bất lực gào thét. Hee-soo liên tục làm công tác tư tưởng cho con gái, mặc dù Chi-hun luôn miệng la hét inh ỏi, nhưng thực ra nội tâm rất ấm áp, giống hệt như một chú mèo con vậy. Khi sợ hãi thì sẽ kêu lên, Chi-hun la hét chính là vì anh đang sợ hãi, Ân Sung có vẻ như đã hiểu, nhưng vẫn nói mình không thích Chi-hun. Thấy ngày gặp mặt sắp tới, hết cách Chi-hun chỉ đành quyết định đi cầu xin điều tra viên giơ cao đánh khẽ. Cùng ngày Hee-soo đưa con gái đi bái tế chồng, trên đường về cô không kìm lòng được nước mắt tuôn rơi, sau khi Ân Sung phát hiện ra, cô bé giống như đã trưởng thành hơn một chút. Mẹ nói bố đang ở trên trời dõi theo chúng ta, nhưng mẹ khóc mà bố cũng chẳng biết, con rụng răng rồi nhảy dây cũng đã được 10 cái rồi bố cũng không biết. Mẹ hãy kết hôn với chú kia đi mẹ, vì mẹ con cũng sẽ thích chú ấy, như thế có được không mẹ? Con gái còn nhỏ như vậy đã bắt đầu biết lo lắng cho mẹ, Hee-soo xót xa ôm lấy con gái, liên tục nói mẹ xin lỗi. Bên này cuộc nói chuyện giữa Chi-hun và điều tra viên diễn ra không mấy suôn sẻ, hai người thậm chí còn sắp lao vào khẩu chiến với nhau, may thay Hee-soo đã kịp dẫn theo con gái tới nơi. Cháu có quen chú này không? Có ạ, chú ấy muốn kết hôn với mẹ cháu, sau này chú ấy chính là bố của cháu. Chúng ta vào bên trong nói chuyện đi, không cần nữa tôi sẽ nộp đơn xin phê duyệt lên. Cứ thế hai người họ thuận lợi thông qua cuộc kiểm tra của bệnh viện. Anh trai khoe khoang với Chi-hun về bạn gái mới xinh đẹp của mình, ai ngờ cô gái đó lại chính là bạn gái cũ của Chi-hun. Hai người yêu cũ nay gặp lại nhau với thân phận chị dâu em chồng, khiến cho cả hai đều có vẻ mất tự nhiên, thậm chí còn suýt chút nữa để lộ sơ hở trước mặt anh trai. Chi-hun theo thói quen rót rượu cho Na-jun, buột miệng nói đây là loại mà em thích nhất, vừa nói xong anh mới nhận ra mình đã lỡ lời. Vội vàng giải thích người đẹp nào cũng thích rượu vang đỏ đúng chứ, nhờ thế mới thành công lừa được anh trai. Cặp anh em cùng bố khác mẹ này ngoài mặt thì tỏ ra hòa hợp, thực chất sau lưng vẫn luôn ngấm ngầm cạnh tranh với nhau. Vì để khoe khoang con dâu tương lai, mẹ của anh trai Jung-hun đặc biệt mời Chi-hun tham gia buổi biểu diễn của Na-jun, Chi-hun không thể trốn tránh được chỉ đành cùng đi. Nhìn cô con dâu ưu tú đứng trên sân khấu, hai mẹ con Jung-hun vô cùng tự hào, thế nhưng trong mắt Na-jun lúc này chỉ có Chi-hun.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cô đến tìm gặp riêng Ji-hoon, hai người lại nói đùa vui vẻ giống như trước đây. Ji-hoon vốn định chào tạm biệt và rời đi, nhưng Na-jun lại kéo anh lại, xúi giục anh công khai quan hệ của hai người, ngăn cản cuộc hôn nhân của cô với Jung-hoon. Lúc ấy anh trốn tránh, bây giờ vẫn trốn tránh, anh muốn trốn tránh cả đời này sao? Nói xong Na-jun bèn xoay người rời đi, trùng hợp là cảnh này đã bị Jung-hoon bắt gặp, anh ta rất tò mò không biết tại sao bạn gái và em trai lại ở riêng với nhau. Ji-hoon vội vàng giải thích mình đang khen ngợi màn biểu diễn của Na-jun rất xuất sắc. Jung-hoon nhìn em trai với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, rất nhanh sau đó những hoài nghi của anh ta đã thành thật. Na-jun bởi vì quá nhớ nhung Ji-hoon nên không thể nào chuyên tâm đánh đàn, vì thế cô bèn đề nghị chia tay với Jung-hoon. Jung-hoon không tài nào hiểu nổi, anh ta hỏi cô có phải thích người khác rồi không. Na-jun thẳng thắn thừa nhận phải, sau đó rời đi tìm người trong team, không ngờ là vừa đến nơi lại bắt gặp một cảnh hết sức kỳ quái. Bé gái ném tấm ảnh cưới rách nát xuống đất, mà một nửa phần mặt còn lại của người đàn ông trong ảnh nhìn trông rất giống với Ji-hoon. Na-jun vừa định nhặt tấm ảnh lên xem, ngay lập tức bị Hee-soo nhanh chân nhanh tay cướp lấy. Con gái tôi không cẩn thận xé rách mất tấm ảnh, chồng tôi sẽ giết tôi mất. Sau đó Hee-soo vội vàng chạy đi, Na-jun nghi hoặc hỏi Ji-hoon anh có thấy người trong ảnh kia rất giống mình không? Ji-hoon cố tỏ vẻ bình tĩnh nói giống gì đâu, là em nhìn nhầm đấy thôi, chỉ vài ba câu đã thành công đưa chuyện này vào quên lãng. Sau khi ngồi yên vị trong nhà hàng, Na-jun chủ động nói rõ mục đích mình tới đây lần này, đó là cô muốn tái hợp lại với anh. Nhưng Ji-hoon không muốn tiếp tục mối tình này nữa, chỉ lạnh lùng cảnh cáo Na-jun sau này đừng tới tìm mình nữa. Buổi tối khi Ji-hoon đang cùng Hee-soo thương lượng chuyện phẫu thuật, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, lại là cô nàng Na-jun ban sáng. Hee-soo lo lắng sẽ bị hiểu nhầm vì thế vội vàng trốn đi. Ji-hoon mở cửa ra, anh định chặn Na-jun ở ngoài cửa để nói chuyện, kết quả cô lại thẳng tay đẩy anh ra, cả người đầy mùi rượu đi vào trong nhà. Na-jun nói mình và Jung-hoon đã chia tay rồi, cô không biết rốt cuộc là Ji-hoon sợ cái gì. Thế nhưng Ji-hoon lúc này chỉ muốn mau chóng đuổi Na-jun đi, cũng chẳng hề có chút dao động trước cái ôm của Na-jun. Na-jun nản lòng chỉ đành cúi người cầm lấy áo chuẩn bị rời đi, ngay khi ngẩng đầu lên liền trùng hợp nhìn thấy bóng của một người phụ nữ phản chiếu qua gương. Thấy vậy cô bèn đi thẳng về phía đó, khung cảnh bỗng trở nên vô cùng ngượng ngùng. Na-jun vừa nhìn liền nhận ra ngay cô chính là người phụ nữ trên tấm ảnh cưới. Xem ra tôi không nhìn nhầm. Không, đây chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Ai ngờ Ji-hoon lại tương kế tự kế bước tới ôm lấy Hee-soo. Người trên ảnh chính là anh, đây là bạn gái anh Kang Hee-soo, bọn anh đã đính hôn rồi. Na-jun lúc này lòng đau như cắt, bất chấp việc Hee-soo có níu kéo thế nào, cô vẫn cứ quay người rời đi trong đau đớn. Còn Hee-soo lúc này cảm thấy mình chính là một kẻ tội đồ, ầm ĩ bảo Ji-hoon hãy mau đuổi theo Na-jun. Bởi vì cô đã từng đọc tài liệu về Ji-hoon, biết rất nhiều lần đầu tiên trong đời anh đều có liên quan đến Na-jun, thế nhưng Ji-hoon đã quyết định dẹp bỏ quá khứ. Giận dữ trách Hee-soo lo chuyện bao đồng, đừng tưởng rằng mình đã thành vợ anh thật rồi, sau đó đẩy cô ra ngoài cửa. Thực ra Ji-hoon bề ngoài kiêu ngạo, nhưng bên trong thực chất vẫn luôn cảm thấy tự ti và nhạy cảm vì thân phận con riêng của mình. Vì thế khi hẹn hò với Na-jun, anh đã nói dối rằng mình là cô nhi, trùng hợp là bố của Na-jun rất có quyền thế. Sao có thể để con gái gả cho một cô nhi được, vì thế cuối cùng hai người đã chia tay. Mặc dù hiện giờ có cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, nhưng đối với Ji-hoon tình cảm này đã biến thành một loại gánh nặng. Còn bé gái đáng thương này từ khi còn chưa ra đời thì đã mất bố. Bây giờ vì hạnh phúc của mẹ, cô bé buộc phải bắt đầu chấp nhận người chồng mới của mẹ. Thế nhưng cô bé không biết thực ra mẹ và chú chỉ kết hôn giả với nhau, hai người chẳng hề có tình cảm với nhau, hiếm có dịp nào Ji-hoon đến đón cô bé tan học như ngày hôm nay. Trên đường về nhà hai người vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên Ân Sung đứng lại, nghiêm túc hỏi anh rằng chú có yêu mẹ cháu không? Ji-hoon ngây người chốc lát, sau đó hỏi ngược lại cô bé cháu biết thế nào là yêu không? Ân Sung vẫn rất nghiêm túc nói rằng còn có người nào không biết yêu là gì sao? Sau đó lại tiếp tục truy hỏi anh có yêu mẹ cô bé hay không? Ji-hoon chỉ đành hời hợt đáp lại một câu. Chú yêu cô ấy, yêu nhiều không ạ, có lớn như trời lớn như đất không ạ? Thấy Ân Sung không chịu buông tha, Ji-hoon chỉ đành dùng tay để mô tả độ nhiều, nói rằng rất khó để hình dung nhiều thế nào. Anh còn chưa nói xong cô bé bất thình lình cao giọng nói. Vậy thì chú không được rời đi như bố cháu đâu đấy nhé. Chú phải vĩnh viễn ở bên cạnh mẹ cháu đấy, chú đừng đi lên thiên đàng một mình như bố cháu đâu đấy. Chỉ cần bố mẹ ở cạnh nhau, một yêu cầu đơn giản đến vậy nhưng đối với Ân Sung lại là thứ cô bé chưa từng được thấy. Nhìn ánh mắt mong chờ của cô bé, Ji-hoon không biết nên trả lời thế nào, anh sợ sẽ phải nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của cô bé. Hai người quay trở về nhà, Ji-hoon bế Ân Sung đã ngủ say xuống xe. Nhưng lúc này lại nhìn thấy Hee-soo đang đứng bên đường nói chuyện với một người phụ nữ trung niên, có vẻ như không được vui vẻ lắm. Anh vội vàng chạy sang bên đó, không ngờ là người phụ nữ lại nói ra những lời chúc vô cùng cay độc. Chúc các người hạnh phúc nhé, sống đến đầu bạc răng long, ăn khỏe sống vui và đừng ngược đãi cháu nội tôi. Hóa ra bà ấy là bà nội của Ân Sung, bao năm nay bà ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng vì cái chết của con trai. Cho rằng con trai vì con dâu nên mới xảy ra tai nạn xe qua đời, vì thế bà ấy rất ghét Hee-soo, thậm chí còn cắt đứt mọi liên lạc với cô, từ chối mọi cuộc thăm hỏi của cô. Bây giờ nghe nói con dâu sắp tái hôn, bà ấy lại cảm thấy phẫn nộ thay con trai, trong lúc tức giận không kìm lòng được chửi mắng con dâu một trận. Còn Hee-soo tốt bụng dù là bị hành hạ đủ điều nhưng vẫn rất kính hiếu với người mẹ chồng này.
Chi-hun thực sự không nhịn nổi nữa, anh hét lớn, người chồng và người nhà chỉ để lại cho cô một món nợ lớn thì có gì mà tốt, tại sao cứ mãi vấn vương bọn họ làm gì? Hee-soo không cho phép người khác nói chồng mình như vậy, cô giận dữ nói Chi-hun không hiểu chồng mình, anh ấy tuyệt vời hơn Chi-hun rất nhiều. Sau khi quay về nhà, Chi-hun nói với Hee-soo họ đã thông qua cuộc phỏng vấn, có thể đi sắp xếp ngày làm phẫu thuật được rồi. Hee-soo nghe xong nhẹ nhõm nở nụ cười, Chi-hun không biết phải nói sao, nói cô bán gan mà còn vui thế à. Hee-soo cười nói bởi vì mình đã rất lo lắng sợ rằng sẽ không qua được. Người phụ nữ tốt bụng đến mức ngốc nghếch này khiến lớp phòng bị của Chi-hun hoàn toàn sụp đổ. Tại sao cô lại ngốc như vậy chứ? Tôi sẽ mau chóng ly hôn với cô, lần sau hãy tìm người đàn ông tốt vào nhé được không? Đã rất lâu không có ai quan tâm Hee-soo đến vậy, cảm xúc trong lòng cô rất đỗi phức tạp, cô lặng lẽ xoay người rời đi. Còn Chi-hun thì mãi chẳng thể bình tĩnh lại được, đã rất lâu rồi anh không xúc động như vậy, đây có lẽ là tuyên bố ly hôn khiến ai nghe cũng thấy cảm động. Người phụ nữ lúc còn trẻ đi làm tình nhân của người ta, sau khi bị vứt bỏ thì ngày ngày làm bạn với rượu, cuối cùng dẫn đến hệ quả là bị xơ gan. Sau khi biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, bà ấy khổ sở cầu xin con trai cứu lấy mình, khóc lóc nói đời này mình sống giống như một cái bóng. Không muốn cứ thế biến mất khỏi thế gian, bà ấy vẫn còn muốn nhìn thấy con trai kết hôn sinh con, vẫn muốn được chụp bức ảnh cả gia đình. Chi-hun nghe xong khóe mắt đỏ ao. Mặc dù anh vẫn luôn oán hận mẹ mình đã để mình mang thân phận con riêng, hận bà tự chà đạp chính mình suốt ngày sống trong những cơn say. Nhưng mẹ nào thì cũng là mẹ, anh không thể thấy chết không cứu, vì thế bèn mạo hiểm tìm một người phụ nữ chịu bán gan để kết hôn giả. Tiến hành giao dịch mua bán nội tạng phi pháp, thành công qua được vòng kiểm tra của bệnh viện. Người mẹ sau khi biết chuyện vô cùng hối hận, lo rằng sự việc bại lộ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con trai, vì thế dự định từ bỏ việc điều trị. Bà ấy đi tới nhà hàng của con trai định bảo anh dừng việc này lại, trùng hợp bắt gặp nữ nhân viên Hee-soo người đồng ý bán gan, vì thế bèn lớn tiếng đòi đưa cô đi làm đơn ly hôn. Quản lý thấy vậy vội vàng tách Hee-soo ra, bảo cô hãy đi rót nước giúp mình, đến khi bọn họ quay trở lại đã chẳng thấy bóng dáng mẹ Chi-hun đâu nữa. Lúc này bên ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn, ngộ nhỡ người bệnh bất chợt đổ bệnh thì biết phải làm sao, vì thế Hee-soo bèn vội vàng lao ra ngoài tìm. Mẹ Chi-hun lúc này đang tiến về phía dòng xe qua lại để tìm đến cái chết, may thay Hee-soo kịp thời xuất hiện ôm lấy bà ấy. Bà ấy khóc lóc kêu gào không muốn làm liên lụy đến con trai nữa, hãy để cho mình được chết, sau đó đẩy ngã Hee-soo, chạy thẳng về phía chiếc xe đang lao tới. Hee-soo vội vàng lao đến đẩy bà ấy ra, hai người cùng ngã ra đường, mẹ Chi-hun vẫn không chịu từ bỏ, Hee-soo vội vã ôm chặt lấy bà ấy, bác đưa cháu đi cùng đi, cháu chết cùng với bác, nếu như bác chết cháu cũng sẽ chết theo, cháu chẳng muốn chết chút nào, cháu thật sự rất muốn sống tiếp, bác gái à cháu cầu xin bác, chúng ta phải cùng sống tiếp, cứ sống rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi đúng không, dù cuộc sống có bi thảm thế nào thì sống vẫn tốt hơn là chết. Một người bị vứt bỏ chẳng còn lưu luyến gì cuộc đời, một người mắc bệnh nan y vì con gái mà buộc phải đi bán gan. Hai người phụ nữ có số phận bi thảm gào khóc thảm thương dưới cơn mưa, cảnh tượng này trùng hợp bị Chi-hun nhìn thấy. Sau khi đưa mẹ trở về bệnh viện nghỉ ngơi, nhìn thấy dáng vẻ cả người ướt đẫm, mặt mũi tím tái của Hee-soo, Chi-hun thấy rất xót xa. Vì thế bèn cởi áo khoác ngoài xuống đưa cho cô, thế nhưng người phụ nữ luôn nghĩ cho mọi người lại không muốn nhận lòng tốt của người khác. Hee-soo đã sớm quen với việc không dựa dẫm vào ai, dự định tự đi bộ về nhà, Chi-hun bèn lái xe đuổi theo sau, cưỡng chế ra lệnh cho cô lên xe. Sau đó tăng nhiệt độ trong xe lên mức cao nhất, đắp áo khoác của mình lên cho cô, vì để tránh cho cô phải ngại ngùng. Anh cố ý nói nếu như cô bị cảm thì sẽ không làm được phẫu thuật nữa, dù là vậy Hee-soo vẫn cảm nhận được sự ấm áp đến từ anh. Sau khi trải qua chuyện ban sáng, mẹ Chi-hun cuối cùng cũng đồng ý phối hợp điều trị. Bên này bố anh vẫn luôn lo lắng về chuyện hôn sự của hai đứa con trai, nghe nói đứa con trai cả vô tích sự bị vợ chưa cưới đá. Ông ấy chỉ đành gửi gắm hy vọng lên người Chi-hun, giới thiệu cho anh Thiên Kim nhà nghị viên, ông ấy nào có biết hiện giờ Chi-hun đã là người có gia đình. Huống hồ anh trước nay vẫn luôn rất bài xích chuyện hôn nhân, vì thế anh bèn tìm đủ mọi lý do để hủy bỏ chuyện xem mắt. Người bố cho rằng anh không chịu xem mắt là vì ngại thân phận con riêng, vì thế bèn ra lệnh cho mẹ anh khuyên nhủ con trai. Kết quả lại bị bà ấy mắng cho một trận, bây giờ mới nhớ ra tôi à, đây là chuyện của nhà các người, chẳng có liên quan gì đến tôi hết. Người bố thấy cách này không có hiệu quả, vì thế quyết định sẽ tới gặp mặt trực tiếp để nói. Kết quả lại được quản gia báo tin rằng bà ấy đã nhập viện, ông ấy quyết định sẽ tới bệnh viện để xem bà đang làm cái trò gì. Trùng hợp hôm nay lại chính là ngày quyết định lịch phẫu thuật, Hee-soo đến trước thăm mẹ chồng giả, còn đem cả canh cá tới cho bà. Bác sĩ khen ngợi cô con dâu này thật hiếu thảo, khen mẹ Chi-hun là người có phúc. Câu nói này trùng hợp bị bố Chi-hun nghe thấy. Ban nãy cậu nói con dâu sao? Lúc này Chi-hun bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, anh biết mình đã để lộ sơ hở. May thay mẹ anh phản ứng nhanh, ung dung bảo bác sĩ rời đi trước. Sau đó nói dối rằng Hee-soo là y tá của mình, bởi vì làm việc nhanh nhẹn nên bà nói đùa rằng muốn cô làm con dâu mình, kết quả lại bị người của bệnh viện tưởng lầm và gọi theo. Hee-soo thấy vậy cố ý nói để mình đi rót nước cho khách, nhưng cơ hội đó nhanh chóng rời đi, bố Chi-hun không tin lắm. Sau đó chuyển hướng nhìn về phía người tình cũ, nói bà đang định giở trò gì nữa, có phải cố ý giả bệnh để thu hút sự chú ý của người khác không? Hai người cũng vì thế mà cãi nhau một trận ầm ĩ, cuối cùng bố Chi-hun rời đi với bộ dạng chán ghét ra mặt.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh, ông lại bắt gặp Hisu. Ông đoán chắc cô không phải y tá, sau đó bèn bảo Chi-hun buổi tối hãy đến giải thích rõ ràng với mình. Vì để sau này không bị bố ép đi xem mắt nữa, Chi-hun dứt khoát thừa nhận Hisu là bạn gái mình. Người bố nghe xong lại rất vui, bảo anh ngày mai hãy dẫn cô tới nhà ăn bữa cơm. Công tử nhà giàu bị ép dẫn bạn gái giả về ra mắt người lớn. Bạn gái giả hiện giờ là đầu bếp tại nhà hàng của anh, hơn nữa còn là mẹ đơn thân, cuộc sống túng quẫn ăn mặc giản dị. Vì để thuận lợi qua cửa, Chi-hun chỉ đành đưa cô đến cửa hàng quần áo cao cấp để mua vài bộ đồ, nhìn thấy một dãy những con số không đếm không xuể trên mác. Hisu kinh ngạc há hốc mồm, Chi-hun vội vàng đi tới đánh vào cái tay đang làm ra hành động mất mặt của cô, bảo cô hãy qua đây xem người có tiền mua đồ kiểu gì. Chỉ cần thích thì nhấc ngón tay lên chỉ và nói gói tất cả lại. Cuối cùng trong tiếng ngợi khen của nhân viên bán hàng, thiên kim tiểu thư giả đã có màn xuất hiện ngoạn mục, khiến Chi-hun rất đỗi kinh ngạc, sau đó anh tặng cho cô một sợi dây chuyền bảo cô đeo lên. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, cả hai đi tới nhà hàng, bố Chi-hun đã đợi sẵn ở đó, nhìn thấy Hisu ăn mặc tươm tất xinh đẹp ông rất hài lòng. Nghe nói con dâu tương lai là một đầu bếp, ông ấy bèn hỏi cô đã mở nhà hàng riêng chưa, Chi-hun vội vàng cướp lời nói rằng nhà hàng của cô sắp khai trương rồi, vì thế chúng con rất hợp nhau, tốt lắm, thế hai đứa quen nhau thế nào? Bọn con quen nhau ở New York, được bạn bè giới thiệu cho. Ta đâu có hỏi con, tại sao cứ cướp lời thế hả? Sau đó ông bèn hỏi bố mẹ Hisu làm nghề gì. Bố cháu là nhà vật lý học, thế nhưng lúc cháu còn nhỏ bố mẹ đã qua đời vì tai nạn xe rồi. Cháu được bà nội nuôi lớn, bà ấy mở một nhà hàng rất lớn, vì thế có thể chu cấp đầy đủ cho cháu đi du học. Dựa theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn, Hisu nói năng nho nhã đối đáp mượt mà. Người bố tiếp tục truy hỏi nhà hàng của bà nội Hisu ở đâu, Hisu trả lời rằng ở Nhật Bản, hơn nữa còn là dạng chuỗi, ngoài ra còn có một công ty bất động sản. Nghe thấy cũng là gia đình giàu có, môn đăng hộ đối với gia đình nhà mình, người bố vô cùng hài lòng, việc điều tra bối cảnh gia đình đã xong. Ông ấy bắt đầu hỏi cô thích Chi-hun ở điểm nào, anh nổi tiếng là người lạnh lùng, lần này Hisu chọn cách nói ra lời từ tận đáy lòng mình. Không phải đâu ạ, thực ra anh Chi-hun không hề lạnh lùng, mặc dù nhìn có vẻ lãnh đạm, nội tâm lại rất ấm áp tốt bụng, nhóc con vận may của con không tệ nhỉ. Con trai tìm được cô bạn gái ưu tú như vậy, người bố vẫn luôn lo lắng cho hôn sự của con trai vô cùng vui vẻ. Hai người Chi-hun và Hisu thành công lừa gạt được ông ấy, lúc này họ mới dám thở phào một hơi. Lúc tan tiệc, anh trai Jung-hun trùng hợp đi ngang qua đây, nhìn thấy người đẹp bên cạnh Chi-hun bèn hỏi anh đây là ai. Chi-hun nói đây là bạn gái em, Jung-hun không tin lắm, Chi-hun không muốn phí lời với anh ta, vì thế bèn tìm lý do rời đi. Trên đường trở về, Chi-hun lo lắng ban nãy Hisu quá câu nệ nên ăn chưa no, nhớ đến trong tài liệu nói cô thích ăn bánh gạo chiên, vì thế bèn đưa cô tới nhà hàng nhỏ. Cuối cùng thì Hisu cũng đã được ăn một bữa ngon lành, tâm trạng cô lúc này cũng rất thoải mái, nhờ thế mà Chi-hun được nhìn thấy một Hisu khác lạ so với ngày thường. Hôm sau ở nhà trẻ, một bé trai nghịch ngợm cướp đi chiếc kẹp tóc của Ân Sung, kết quả lại bị một đôi chân chặn đường, bảo cậu bé hãy giao kẹp tóc ra đây. Cậu bé hỏi chú là ai, Chi-hun nhất thời không biết phải trả lời thế nào, Ân Sung thấy vậy bèn chạy tới. Chú ấy là bố của tớ. Sau đó cô bé cầm theo chiếc kẹp tóc chạy đi, cuối cùng cũng có bố chống lưng cho. Cô bé vui vẻ vẫy tay với Chi-hun, khiến cho Chi-hun vừa vui lại vừa kinh ngạc. Sau khi tan học, anh mua cho Ân Sung chiếc xe trượt, cùng cô bé chơi đùa vui vẻ trong công viên. Nhìn thấy hai người thân thiết với nhau, Hisu vô cùng cảm động. Buổi tối hai chú cháu vui vẻ trở về nhà, Chi-hun chào tạm biệt hai mẹ con xong chuẩn bị rời đi, thế nhưng Ân Sung đang chơi vui lại không chịu. Cô bé cứ năng nặc kéo anh vào nhà mình, Ân Sung lục tìm bảo bối của mình cho Chi-hun xem, hóa ra là chiếc răng cửa bị rụng, sau đó kêu gào đói bụng, đòi Chi-hun phải làm cơm cho mình. Hisu vội nói chú phải đi rồi, thế nhưng Chi-hun lại rất hào hứng thể hiện tài năng của mình, chẳng mấy chốc một nồi mì ăn liền nóng hổi đã được bê lên. Một nhà ba người vừa chuẩn bị động đũa, Chi-hun bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát, hóa ra là khung cửa bị lọt gió, xem ra phải sửa ngay thôi. Ăn uống xong xuôi, Ân Sung lại đòi Chi-hun phải gấp giấy cùng mình, Hisu lại nói với con gái chú phải về nhà rồi. Thấy Hisu muốn tránh phiền phức không đáng có, Chi-hun cũng không tiện ở lại lâu thêm nữa, vừa ra đến cửa suýt chút nữa anh đã vấp ngã, hóa ra là đèn cảm ứng bị hỏng, anh lớn tiếng nói phải thay cái mới ngay. Ngộ nhỡ Ân Sung bị ngã thì làm thế nào, bộ dạng trông giống hệt như người đàn ông của gia đình. Sau khi đóng cửa lại, Hisu không kìm lòng được bật cười, còn tâm trạng Chi-hun thì tốt lạ thường. Cảm giác được cần đến này thật tốt, trong lòng cảm thấy mãn nguyện vô cùng, anh thậm chí còn vui vẻ nhảy nhót giống hệt một đứa trẻ. Chi-hun bế Hisu ngồi lên quầy bar, anh muốn thể hiện tài năng nấu nướng của mình cho cô xem, bảo cô cứ ngồi yên xem là được. Hisu cảm thấy rất ngại, ai ngờ Chi-hun lại dùng ánh mắt để chặn cô lại, Hisu chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ. Miếng thịt bò dày như vậy cứ thế cho thẳng vào nồi, xem ra không thể trông cậy gì được rồi. Nào nếm thử đi xem sao. May thay hương vị không tệ chút nào, một người là ông chủ, một người là nhân viên, cặp vợ chồng giả này đang thưởng thức bữa tối lãng mạn trong nhà hàng của mình. Đột nhiên nữ phục vụ đã tan làm bước vào, hai người vội vàng trốn xuống gầm bàn, thấy bộ dạng gợi cảm của đối phương, Chi-hun không nhịn được muốn nhìn thêm một chút, kết quả bị Hisu kéo lại. Nữ phục vụ phát hiện ra kẹp tóc của Hisu, vì thế bèn vừa đi quanh nhà hàng tìm vừa gọi tên cô, thỉnh thoảng còn quay ra soi gương chỉnh trang đầu tóc, hai người họ chỉ đành liên tục di chuyển quanh tấm gương.
Nữ phục vụ không cẩn thận làm rơi áo khoác, khi cúi người xuống nhặt, cảnh Xuân lập tức lộ ra hết. Hi-su vội vàng bịt mắt Chi-hun lại, may thay lúc này nữ phục vụ có điện thoại. Sau đó cô nàng bèn vui vẻ rời đi, hai người cuối cùng cũng được thở phào một hơi, suýt chút nữa họ còn có cả một pha tiếp xúc thân mật. Việc cả hai thường xuyên sánh đôi cùng nhau đã khiến nữ phục vụ bắt đầu đồn đoán, quản lý bảo cô ta ngậm miệng lại. Ấy thế mà cô ta lại càng nói hăng hơn, nhìn đi ngay cả quản lý cũng nghiêng về phía Hi-su. Để giải quyết chuyện này, quản lý chỉ đành cố ý bảo Hi-su đi dọn sạch rác ở ngoài cửa, trùng hợp bị anh trai của Chi-hun bắt gặp. Jung-hun rất tò mò khi gặp cô lần trước, cô ăn mặc rất xinh đẹp tới gặp bố mình, sau hôm nay lại thành công nhân dọn vệ sinh rồi. Vì thế anh ta bèn hỏi nữ phục vụ về lai lịch của Hi-su. Nữ phục vụ chẳng hề khách sáo nói bà cô kia là đầu bếp ở chỗ này, không những hại chết cả chồng, lại còn có một đứa con gái. Hóa ra là em trai đang lừa gạt bố. Jung-hun vui mừng vội vàng về nhà tố cáo chuyện này với bố. Lúc này người bố thông qua quan hệ với bệnh viện lấy được đơn xin hiến gan của Hi-su, ông cũng đã biết chuyện mình bị lừa. Bên này Chi-hun đang vui vẻ thay đèn cảm ứng cho hai mẹ con, quản lý vội vàng kéo chàng công tử này sang một bên, hỏi anh có phải đã rung động với Hi-su rồi không, trông anh dạo này lạ lắm. Trông tôi giống thích cô ấy lắm à, đúng vậy đấy. Lúc này Chi-hun mới nhận ra hành vi dạo gần đây của mình bất thường đến mức nào, đúng lúc này Ân Sung tan học trở về. Cô bé chạy đến trước mặt anh, muốn đưa anh đi xem thứ gì đó. Cảnh tượng bố con hòa hợp này khiến cho quản lý rất đỗi sửng sốt. Hóa ra Ân Sung đã nhận nuôi ba con mèo hoang trên sân thượng. Cô bé muốn giới thiệu cho Chi-hun đám mèo con này. Chúng là những con mèo hoang, hình như chúng không có bố mẹ. Này sau này chú ấy là bố của chị, xin lỗi nhé, chỉ có chị có bố. Hai bố con thân thiết ôm lấy nhau. Chính vào lúc này chủ tịch đã xuất hiện, người bố đi tới tát Chi-hun một cái. Quay vào trong nhà, người bố mắng Chi-hun thật to gan, lại dám thực hiện giao dịch mua bán nội tạng, ngộ nhỡ bị truyền thông bóc trần. Toàn bộ sản nghiệp của gia tộc đều sẽ bị hủy trong nháy mắt, ra lệnh cho anh phải lập tức ly hôn và hủy bỏ việc phẫu thuật. Chi-hun nói tình hình của mẹ đang rất nguy cấp, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày làm phẫu thuật. Xin ông hãy tha thứ cho anh lần này, thế nhưng thái độ của người bố rất kiên quyết, thậm chí còn uy hiếp giao anh cho cảnh sát. Tối đến Chi-hun buồn rầu ngồi một mình, Hi-su đi tới an ủi anh, giúp anh lau đi vết máu trên khóe môi, đột nhiên một luồng sáng lóe lên, hóa ra con gái đã lén chụp ảnh lại. Hôm sau Chi-hun nghe nói bố đã hoãn lịch phẫu thuật lại, anh quỳ xuống cầu xin ông cho mẹ một con đường sống. Ông ấy lại nói không thể vì cho mẹ anh con đường sống mà lại đưa tất cả mọi người vào con đường chết được. Sau đó ra lệnh cho Chi-hun bắt đầu từ ngày mai phải quay về tổng công ty làm việc, không cho phép anh quay trở lại nhà hàng nữa. Cùng lúc ấy Hi-su xuất hiện tình trạng chóng mặt, tay chân run rẩy do khối u trong não. Vì thế cô bèn tới bệnh viện để khám, bác sĩ chẩn đoán u não lần trước thấy cô tới bèn chủ động chào hỏi cô. Thế nhưng khi tới lượt Hi-su, cô lại lẳng lặng rời đi, bởi vì đối với cô nhiệm vụ cấp bách trước mắt chính là cuộc phẫu thuật cấy ghép của mẹ Chi-hun. Lúc này bố Chi-hun gọi điện thoại tới, yêu cầu gặp mặt riêng cô. Người phụ nữ này rất đáng thương, bởi vì bản thân mắc bệnh nan y, vì cuộc sống sau này của con gái cô buộc phải đi bán gan. Thế nhưng lại bị hiểu nhầm thành cô là người phụ nữ điên vì tiền mà gan cũng dám bán, bởi vì không ai biết cô đã mắc bệnh nan y. Bố Chi-hun uy hiếp cô lập tức ly hôn và đem tiền trả lại, nếu không sẽ khiến cô vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Hi-su quỳ trên đất khẩn khoản cầu xin ông ấy hãy để mình làm phẫu thuật, bọn họ chẳng dễ dàng gì mới đi tới được ngày hôm nay. Thế nhưng bố Chi-hun lại chẳng thèm để tâm đến những lời đó, bởi vì đối với ông ấy tính mạng của mẹ Chi-hun cũng chỉ như con kiến chẳng đáng giá một xu. Ngược lại Hi-su thân là một người ngoài, trải qua thời gian thăm hỏi chăm sóc mẹ Chi-hun, cô đã sớm coi bà ấy như người nhà của mình, thật lòng thật dạ muốn cứu bà ấy. Thậm chí còn chấp nhận hoãn việc điều trị u não của mình lại, thế nhưng bây giờ tất cả nỗ lực đều đã đổ sông đổ bể, tâm trạng cô tụt dốc không phanh. Lúc này mẹ chồng đột nhiên gọi điện thoại tới, nói mình không nên oán hận cô, sau này cô và chồng mới hãy sống thật tốt. Sự cảm thông đến bất ngờ khiến Hi-su chẳng thể khống chế nổi cảm xúc, nước mắt cứ thế tuôn rơi như mưa, giờ phút này những uất ức tủi hờn trước đó cô thấy đều rất đáng giá. Bên này Chi-hun không thể chấp nhận được việc bố đối xử tuyệt tình như vậy với mẹ, anh quyết chí buông xuôi bảo bố đưa mình vào tù cũng được, sau đó uống đến mức say không biết trời đất. Mặc dù Chi-hun vừa gia nhập vào công ty chưa được bao lâu, thế nhưng đã thể hiện ra được tài năng quản lý vượt trội của mình, thực lực mạnh hơn gấp nhiều lần so với người anh trai bất tài. Vì thế người bố kỳ vọng rất nhiều vào anh, không nhẫn tâm để anh tiếp tục sa sút như vậy nữa, cuối cùng cũng đồng ý để cuộc phẫu thuật được tiếp tục, nhưng điều kiện là sau này anh không được phép gặp lại mẹ mình nữa, sau khi phẫu thuật xong lập tức ly hôn với Hi-su, không được dính dáng gì đến cô nữa. Hơn nữa việc hôn nhân cũng phải nghe theo sự sắp xếp của ông ấy, sau đó ông ấy đưa cho Chi-hun địa điểm xem mắt, nói với anh đây chính là đối tượng anh phải kết hôn sau này. Người bố vốn cố chấp chịu thỏa hiệp đã là chuyện hiếm có, Chi-hun không dám kỳ kèo thêm nữa, bất đắc dĩ chấp nhận mọi điều kiện. Ngoan ngoãn đi xem mắt theo sắp xếp, khi đến nơi anh mới phát hiện đối tượng xem mắt hóa ra lại là Na-jun, lòng thầm cảm thán bố mình đúng không phải dạng vừa. Hóa ra qua điều tra Jung-hun phát hiện, trước đây Na-jun và Chi-hun đã từng hẹn hò với nhau, Na-jun chia tay với anh ta cũng là vì Chi-hun, vì thế bèn tới tìm bố mình để đòi công bằng. Người bố tới tìm Na-jun để tìm hiểu chân tướng, không ngờ rằng vừa nói đến chuyện ngày xưa của cô với Chi-hun, Na-jun liền bật khóc như mưa.
Xem ra tình cảm của cô dành cho Chi-hun thật sự rất sâu đậm, vì thế ông ấy quyết định tác thành cho hai người, bởi vì đối với ông ấy quan trọng nhất chính là giữ quan hệ với nhà Na-jun. Còn về việc Na-jun gả cho đứa con trai nào thì đều giống nhau, sau đó ông nói quyết định này cho mẹ con Jung-hun. Cả hai đều cảm thấy bị sỉ nhục lên tiếng oán trách, thế nhưng cũng chẳng còn cách nào, suy cho cùng người bố mới chính là chủ của ngôi nhà này. Bên này Hee-soo nóng lòng hỏi về quan hệ của Chi-hun với Hee-soo, chuyện đã đến nước này Chi-hun cũng chẳng cần giấu giếm nữa, thừa nhận rằng mình và Hee-soo chỉ kết hôn giả. Na-jun nghe xong rất vui, hôm sau cô lập tức tới tìm Hee-soo, nói rằng mình đã biết chuyện cả rồi. Cô và Chi-hun không phải thật sự ở bên nhau, hơn nữa cô và anh cũng đã bắt đầu lại từ đầu rồi. Hee-soo lúc này đã mấy ngày không nhìn thấy Chi-hun, vì thế vẫn luôn rất lo lắng cho anh. Không ngờ thứ cô nhận được lại là tin tức này, nhất thời cảm thấy rất buồn lòng, nhưng vẫn cố giả vờ mạnh mẽ chúc mừng Na-jun. Buổi tối Na-jun đưa đồng nghiệp trong dàn nhạc đến nhà hàng mở tiệc, Chi-hun cũng tới tham gia, bị mọi người coi là bạn trai của Na-jun ép phải uống rượu cùng. Nhìn dáng vẻ nói cười rạng rỡ của bọn họ, trong lòng Hee-soo rất khó chịu, đúng lúc này Jung-hun uống say đi tới gây chuyện. Lớn tiếng mắng mỏ Chi-hun là quân ăn trộm, thậm chí còn đòi giết anh, cuối cùng bị bếp trưởng thành công khống chế. Chi-hun không thèm quan tâm đến anh ta chuẩn bị lên tầng, thế nhưng Jung-hun lại không chịu buông tha chạy đuổi theo, trùng hợp bắt gặp Hee-soo tại đó. Anh ta thậm chí còn vô liêm sỉ nói rằng cậu đã cướp người phụ nữ của tôi, vậy thì tôi cũng muốn chơi đùa người phụ nữ của cậu, sau đó không biết xấu hổ lao tới làm nhục Hee-soo. Chi-hun thấy vậy bèn đá bay anh ta, sau đó dùng một cú đấm đánh ngã anh ta ra đất, mọi người vội chạy tới tách hai người họ ra. Buổi tối Chi-hun đi tới bệnh viện, anh nắm lấy tay mẹ mình, khuyên bà ấy sau này phải sống thật tốt, sau này anh sẽ không tới đây nữa. Hai mẹ con quay lưng vào nhau, cả hai đều giả vờ kiên cường, thế nhưng nước mắt lại không kìm được tuôn rơi ảo ạt. Cuối cùng cũng tới ngày làm phẫu thuật, Hee-soo lừa con gái rằng mình phải đi công tác, giao cô bé cho bạn thân của mình. Bạn thân chính là hậu phương vững chắc nhất của cô, luôn thu nhận mẹ con cô khi cả hai chẳng còn chỗ nào để đi. Thế nhưng khi tới bệnh viện lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bảo mẫu hoảng hốt nói không thấy mẹ chồng Hee-soo đâu nữa. Hóa ra một ngày trước đó bố của Chi-hun đã tới tìm bà ấy, bảo bà hãy đi tìm một nơi lặng lẽ chết đi, đừng mãi giống như con ký sinh trùng như vậy. Hồi còn trẻ thì bám lấy ông ấy, già rồi thì lại bám víu con trai, mẹ Chi-hun lại bị đả kích lần nữa, vì thế bèn lặng lẽ rời đi. Em gái bị bệnh nặng cần được cấy ghép gan, người anh trai duy nhất lại không chịu cứu lấy bà, mắng chửi thậm tệ người cháu ngoại tới để cầu xin. Lại còn hất cả nước lạnh lên người anh, tại sao giữa hai anh em họ lại có hận thù sâu nặng như vậy? Hóa ra hồi còn trẻ em gái đã đem lòng yêu người đàn ông có gia đình. Vấp phải sự phản đối của cả gia đình, trong lúc tức giận đã đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ và anh trai, thậm chí anh trai đến tìm bà mượn 100.000 won để chữa bệnh cho vợ. Bà cũng giả vờ không quen biết để không cho mượn, sau cùng vợ của anh trai chết vì bệnh, vì thế anh trai rất hận người em gái này, không chịu hiến gan cứu bà ấy. Chi-hun thấy không thể nhờ vả được gì, chỉ đành tìm một người phụ nữ kết hôn giả để hiến gan cho mẹ, không ngờ trước giờ phẫu thuật mẹ anh lại thay đổi ý định, lén lút trở về quê hương, dự định chết trước mộ bố mẹ. Kết quả lại bị anh trai phát hiện ra, lập tức bắt bà trở về Seoul. Bảo rằng đừng ở đây làm chướng mắt người khác, cảnh tượng này trùng hợp bị Chi-hun tới tìm mẹ bắt gặp, người cậu thấy anh dẫn theo vợ và con về thì sợ phát khiếp. Được lắm lần trước cầu xin tôi hiến gan nhưng tôi không chịu, bây giờ lại còn dẫn cả nhà tới để cầu xin, Chi-hun nghe xong bật cười. Anh bảo cậu hãy cứ yên tâm, thực ra mục đích anh tới đây lần này là để hoàn thành tâm nguyện của mẹ, đó chính là chụp bức ảnh chung cả gia đình. Mặc dù gia đình này rất kỳ quái, mẹ là mẹ thật nhưng lại không phải mẹ trên phương diện pháp luật, vợ là vợ giả nhưng lại là vợ thật trên phương diện pháp luật, nhưng tình cảm giữa họ lại thật 100%, vì thế bức ảnh chụp chung trông cũng rất tình cảm, trông chẳng hề có chút lạc lõng nào. Ân sung hoạt bát đáng yêu cũng rất được bà nội yêu quý, tâm trạng của bà ấy cũng tốt hơn rất nhiều, Chi-hun muốn bà quay trở về Seoul để tiếp tục làm phẫu thuật. Thế nhưng bà lại kiên quyết muốn ở lại quê hương lặng lẽ đi hết phần đời còn lại, cuối cùng vợ chồng Chi-hun chỉ đành nói lời tạm biệt với bà để trở lại Seoul. Anh trai sau khi biết chuyện thì rất tức giận, oán trách em gái tại sao không đi cùng bọn họ. Em gái thì giống như một cô gái bám rít lấy anh trai, nói rằng dù Omi-jan tôi có chết thì cũng muốn chết tại nơi này. Omi-jan cái nỗi gì cơ chứ, cô tên là Ogap-sun cơ mà, cô tưởng đổi tên thì sẽ biến thành người thành phố sao, cô cũng đừng nói giọng Seoul đó với tôi nữa, bực mình chết đi được. Em không quan tâm em cứ nói giọng Seoul đấy. Nói xong anh trai bèn gọi điện thoại cho cháu ngoại, em gái vội vàng cướp lấy điện thoại của ông ấy. Chẳng lẽ còn muốn tôi dọn xác cho cô sao, dù cho cuộc sống có thê thảm hơn nữa, thì sống vẫn còn tốt hơn chết rất nhiều, đừng cứng đầu nữa mau quay về làm phẫu thuật đi. Em xin lỗi anh hãy cứ coi em là bà hàng xóm vướng tay vướng chân là được, hãy để em ở lại đi mà. Người anh trai nói năng chua ngoa nhưng lòng dạ lương thiện không đành lòng nhìn em gái chết đi như vậy. Em gái liên tục nói xin lỗi anh trai vì chuyện trong quá khứ, người anh trai quật cường nghe xong cũng mềm lòng. Cùng lúc ấy vì nhớ mẹ nên cứ chốc lát Chi-hun lại gọi điện cho bà, người bố muốn khiến hai mẹ con họ đoạn tuyệt quan hệ. Vì thế bèn cử thư ký tới đưa cho người cậu một khoản tiền dưỡng lão, bảo ông ấy hãy đưa theo em gái rời đi, người cậu tức giận đến mức muốn ném thư ký xuống biển. Tối đến anh trai gọi em gái ra ăn cơm, thế nhưng gọi mãi mà chẳng thấy có ai trả lời, khi đi vào trong mới phát hiện em gái đã hôn mê.
lại còn nôn ra cả máu. Ông ấy vội vàng gọi xe cứu thương đưa em gái tới bệnh viện ở Seoul. Sau khi Bố Chi-hun biết chuyện, bèn đi tới bệnh viện để xem người tình đã chết chưa. Trùng hợp chạm mặt người anh vợ đã nhiều năm không gặp. Ông ấy cười nói với anh vợ rằng nhìn có vẻ như em gái ông ấy đã bước một chân xuống hoàng tuyền rồi. Sau đó lại còn không biết vô liêm sỉ nhét cho anh vợ một khoản tiền, nói rằng đây là tiền tổ chức tang lễ, hành động này chẳng khác nào là đang gợi đòn cả. Người anh vợ lớn tiếng mắng chửi, nói Bố Chi-hun là đồ khốn nạn hủy đi cuộc đời của em gái mình. Bây giờ lại còn tới để xem người đã chết hay chưa, ông có còn là con người không, sau đó hất tung số tiền kia lên trời. Tôi sẽ cứu em gái tôi, không cần đến đống tiền thối nát này của ông, cái đồ khốn nạn. Nói xong ông ấy xoay người rời đi, Bố Chi-hun tức đến nỗi cả người run rẩy. Nghe nói người cậu muốn làm phẫu thuật hiến gan cho mẹ, Chi-hun kích động đến mức nắm chặt tay ông ấy, miệng liên tục nói cảm ơn. Người cậu an ủi rằng đây là chuyện giữa hai anh em họ, anh không cần phải nhúng tay vào, hãy sống thật tốt cuộc sống của mình đi. Sau khi em gái tỉnh lại lập tức phản đối chuyện anh trai hiến gan cho mình, ông ấy lại nói cô có phản đối cũng vô dụng, dù cho trói cô trên giường thì cũng phải làm phẫu thuật. Sau đó ông ấy nói tiếp đợi đến khi bà hồi phục lại thì phải làm nhiều chuyện tốt vào, sau này mới có thể đi tới thế giới khác gặp mặt bố mẹ và chị dâu, bây giờ thì hãy ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của tôi. Lời nói của anh trai quá đỗi ấm áp khiến em gái chẳng thể kìm lòng nổi nữa, những giọt nước mắt biết ơn và hối hận cứ thế lan dài. Đây chính là người thân, dù cho trở mặt thành thù, rồi thì những điều ấy cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa, trong lúc nguy nan cũng sẽ chìa tay ra cứu giúp. Còn về phía Chi-hun và Hee-soo, hai con người vốn chẳng có liên quan gì đến nhau kết hôn theo hợp đồng, sau khi dần dần có tình cảm với nhau, họ lại buộc phải ly hôn. Chi-hun cảm ơn tất cả những gì Hee-soo đã làm, anh nói vì mẹ đã từ bỏ phẫu thuật nên coi như anh đã vi phạm hợp đồng. Hứa rằng sẽ thanh toán nốt khoản còn lại cho Hee-soo, sau đó đề nghị bắt tay để tạm biệt nhau. Hee-soo rất luyến tiếc, cô nắm chặt tay Chi-hun mãi không chịu buông, sau đó hai mắt rưng rưng hôn lên má anh. Chi-hun cũng chẳng thèm để tâm đến mệnh lệnh của bố mình nữa, ôm lấy Hee-soo trao cô nụ hôn sâu. Không ngờ là hôm sau thái độ của Hee-soo lại quay ngoắt 180 độ, nói rằng tối qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, bảo Chi-hun đừng để tâm đến nó. Bởi vì cô đã mắc u não, bác sĩ nói cô chỉ còn chưa đến 30% tỷ lệ sống sót, hơn nữa dần dần sẽ xuất hiện tình trạng kiểu như mất trí nhớ hoặc mất thị giác. Hee-soo không muốn để Chi-hun nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật của mình, vì thế cố ý giữ khoảng cách với anh, Chi-hun không chịu từ bỏ. Cho rằng Hee-soo chỉ đang kiêng dè bố mình, vì thế mãi không chịu đi làm thủ tục ly hôn, sau khi người bố biết chuyện bèn đóng băng tất cả thẻ tín dụng của anh. Thậm chí ông ấy còn đến tìm gặp riêng Hee-soo, hung hăng nói Chi-hun hiện giờ đã không còn tiền, bảo cô đừng quấn lấy anh nữa. Hee-soo rất tủi thân nhưng cũng không giải thích gì thêm, buổi tối cô quay trở về nhà bạn thân, người phụ nữ trước giờ không thích ăn diện nay lại trang điểm lộng lẫy. Nghĩ đến việc cuộc đời mình sắp kết thúc, cô không kìm lòng được oán trách ông trời bất công, cô vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm, vẫn luôn muốn được lung linh tỏa sáng một lần. Mình muốn hẹn hò, mình muốn hôn một người đàn ông, mình muốn ăn mặc thật xinh đẹp đi ra ngoài chơi, mình muốn được tỏa sáng rực rỡ, mình muốn sống như vậy đấy. Vậy thì cậu cứ sống như thế đi. Bạn thân vẫn chưa biết cô đã mắc bệnh nan y, hôm sau Hee-soo lấy hết dũng cảm tới tìm bố Chi-hun, bảo ông hãy thanh toán hết số tiền còn lại, nếu không cô sẽ không ly hôn. Bố Chi-hun cười lớn một tiếng, cái đuôi hồ ly cuối cùng cũng lộ ra rồi đây. Cùng lúc ấy Chi-hun trắng túi, vì để góp đủ số tiền còn lại trả cho Hee-soo nên đã bán cả siêu xe và đồng hồ đi, còn ép quản lý lấy cả tiền dành để cưới vợ ra cho mình vay, sau đó anh hẹn Hee-soo tới nhà hàng, vui vẻ rút ra số tiền còn lại và một chiếc nhẫn cưới đến muộn. Bảo với Hee-soo rằng chúng ta đừng ly hôn được không, hãy cùng nhau bước tiếp về phía trước, nói xong anh còn chuẩn bị đeo nhẫn lên tay cho cô. Thế nhưng Hee-soo lại rất kiên quyết, nói rằng cả hai món đồ này cô đều từ chối nhận, xin anh hãy mau ly hôn với mình, bác trai đã trả thanh toán hết số tiền còn thiếu cho cô rồi. Cô còn nhẫn tâm nói với Chi-hun rằng mình trước giờ chưa từng có ý định muốn ở bên anh, Chi-hun không chịu tin lời cô nói. Em nghiêm túc đấy hả? Đúng thế, em rất nghiêm túc. Hee-soo bảo khi nào ra tòa thì hãy thông báo với cô, sau đó bèn đứng dậy xoay người rời đi, Chi-hun không chịu buông tha. Anh chạy đuổi theo hỏi có phải bố mình đã nói gì với cô không, Hee-soo vẫn cương quyết nói chuyện này không liên quan đến bố anh. Chỉ là hợp đồng đã kết thúc, vì thế tất cả cũng nên kết thúc rồi, là anh đã quá nhập vai cho nên mới ngộ nhận cảm xúc này là yêu. Nói xong cô bèn quay người rời đi, những lời này khiến Chi-hun vô cùng đau khổ, Hee-soo chưa đi được bao xa cũng bắt đầu rơi nước mắt. Hôm sau Hee-soo xin quản lý nghỉ việc, sau đó dẫn theo Eun-sung rời khỏi chỗ ở của nhà hàng, Eun-sung ngây thơ không hiểu tại sao lại phải chia xa người bố mới. Vì thế cô bé cứ trốn mãi trong góc không chịu rời đi, Hee-soo chỉ đành cưỡng chế bế cô bé rời đi. Sau khi đi tới nhà mới, Eun-sung vẫn luôn không vui, cô bé lại không có bố nữa rồi. Chi-hun đi tới căn phòng trống không nơi mẹ con họ từng ở, nhìn bức ảnh một nhà ba người do Eun-sung vẽ, anh không kìm lòng được quỳ trên đất bật khóc nức nở. Người bố nói chuyện Hee-soo tới tìm mình đòi tiền cho Chi-hun biết, nói với giọng điệu đắc ý rằng ta đã bảo rồi, nó chẳng qua chỉ thèm khát tiền của con mà thôi, hãy mau làm thủ tục ly hôn đi, sau đó kết hôn với Na-jun. Bệnh tình của Hee-soo lúc này ngày càng trở nặng, cô trở nên rất mau quên, tóc cũng rụng rất nhiều. Lúc điều trị ở bệnh viện, cô bất ngờ nhận được tin nhắn của Chi-hun hẹn cô ngày mai gặp mặt tại tòa. Sau khi xem xong, cô bỏ điện thoại xuống đứng dậy rời đi, ngay cả túi xách cũng để quên trên băng ghế.
Lúc này Chi-hun đột ngột nhận được điện thoại của Hee-su, hóa ra là cô gái này nhặt được túi của Hee-su trong bệnh viện. Phát hiện anh là người liên lạc cuối cùng nên mới gọi cho anh, Chi-hun rất thắc mắc tại sao Hee-su lại đánh rơi túi trong bệnh viện, vì thế bèn vội vàng chạy tới đó. Cô gái đối chiếu với bức ảnh trên màn hình, sau khi xác nhận là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại, cô bé bèn trả túi lại cho Chi-hun. Nhìn thấy màn hình điện thoại của Hee-su là ảnh toàn gia đình, trong lòng Chi-hun cảm thấy rất vui. Lúc này anh phát hiện trong túi của cô có đơn thuốc của khoa thần kinh. Chuyện này càng khiến anh cảm thấy kỳ lạ hơn, vì thế anh bèn tới tìm bác sĩ khoa thần kinh để hỏi, kết quả lại bị bác sĩ mắng cho một trận, nói anh làm chồng kiểu gì thế. Mỗi lần vợ trị liệu đều không tới, Chi-hun lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Khi biết bệnh của Hee-su đã vô phương cứu chữa, tâm trạng của anh vô cùng tồi tệ. Hôm sau hai người đi tới tòa án làm thủ tục ly hôn như đã hẹn, Chi-hun giật lấy tờ đơn của Hee-su và xé nát nó. Hee-su không hiểu anh đang làm cái gì, thế nhưng Chi-hun lại nói với ánh mắt chứa đựng sự chân thành và kiên định. Anh sẽ cứu em. Hee-su biết mình mắc căn bệnh nan y, vì để không làm liên lụy đến người mình yêu, cô bèn chủ động đề nghị ly hôn. Sau khi Chi-hun biết chuyện nhất quyết không chịu từ bỏ, muốn cùng cô đối mặt với khó khăn, nhưng Hee-su không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật của mình. Cô một mình quay trở về quê nhà, muốn nhìn ngắm lại nơi mình đã lớn lên, bố mẹ cô mất từ khi cô còn nhỏ. Bà nội là người thân duy nhất của cô, bây giờ căn nhà cũ vẫn còn, thế nhưng bà nội đã ra đi lâu rồi. Buổi tối nằm trong nhà nghỉ, đầu cô đau như búa bổ khiến cô không thể chợp mắt được, Chi-hun mãi không liên lạc được với cô, lòng nóng như lửa đốt. Điện thoại liên tục đổ chuông, Hee-su khó khăn lắm mới ấn được nút nghe máy, cô run rẩy nói tình trạng bây giờ của mình rất tồi tệ. Sau này sẽ còn tồi tệ hơn thế nữa, sẽ chẳng còn là người phụ nữ mà anh quen thuộc, như vậy cũng không sao chứ. Chi-hun không thể ngăn được những giọt nước mắt, chỉ hỏi cô hiện giờ đang ở đâu, anh muốn trả lời trực tiếp với cô. Khi tới nhà nghỉ, anh vuốt ve gương mặt cô, nói rằng bất kể sau này cô có biến thành thế nào, dù cho có tồi tệ hơn hiện giờ gấp trăm gấp nghìn lần, cô sẽ vẫn là Kang Hee-su người mà anh yêu nhất. Hee-su nghe xong trái tim đập mạnh, cô không trốn tránh nữa, kích động ôm chầm lấy Chi-hun. Hôm sau Chi-hun dậy từ sáng sớm chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho cô, anh còn để lại bên gối cô một tờ giấy nhớ. Chào buổi sáng, hãy ra ăn sáng thôi nào. Hee-su cảm ơn Chi-hun vì những gì anh đã làm cho mình. Chi-hun nói nếu như cô thật sự muốn cảm ơn anh vậy thì đừng trốn tránh nữa. Nói xong còn muốn ngoắc tay làm chứng với cô. Em thử trốn chạy nữa xem, anh sẽ đuổi theo em đến chân trời góc biển. Sau khi quay trở lại Seoul, Chi-hun lập tức đến xem ghi chép điều trị của Hee-su, gửi nó sang cho chuyên gia ở Mỹ mà mình quen để nhờ chẩn đoán. Rất nhanh sau đó anh đã nhận được câu trả lời, kết quả chẩn đoán giống hệt với phía bệnh viện đưa ra trước đó, cho thấy tình trạng của Hee-su đang rất tệ. Điều này khiến Chi-hun rất buồn, nhưng khi ở trước mặt Hee-su, anh vẫn cố gắng làm ra vẻ tích cực. Hôm ấy Hee-su lại tới tìm bố Chi-hun, trả lại khoản tiền mà ông ấy đã đưa cho mình trước đây. Điều này khiến ông ấy cảm thấy rất khó hiểu. Hee-su nói mình chưa làm phẫu thuật, vậy nên số tiền này vốn dĩ không thuộc về cô, nếu như để con gái dùng số tiền này lớn lên, trong lòng cô sẽ cảm thấy bất an. Nói xong bèn lập tức cúi đầu rời đi. Hành động này khiến bố Chi-hun thay đổi hoàn toàn cái nhìn về cô. Bên này Jung-hun điều tra ra được bí mật kết hôn giả và buôn bán nội tạng của Chi-hun, vì thế bèn dùng nó để uy hiếp bắt anh từ chức. Trùng hợp là Chi-hun cũng rất ghét việc phải tranh giành đấu đá, anh muốn dành nhiều thời gian để ở bên Hee-su, vì thế bèn nộp đơn từ chức cho bố. Còn người bố sau khi biết là do Jung-hun giở trò, trong lúc tức giận đã điều anh ta sang chi nhánh tại Mỹ. Người vợ không chịu đựng được việc chồng mình thiên vị con riêng, vì thế quyết định rời đi cùng con trai. Căn nhà rộng lớn trong phút chốc chỉ còn lại mình ông già cô đơn lẻ loi. Cùng lúc ấy Chi-hun sau khi xin từ chức xong cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh cầm theo một bó hoa bách hợp tới tìm Hee-su, một nhà ba người vui vẻ hưởng thụ niềm vui sum vầy. Khi tới nhà hàng, Chi-hun bảo Eun-sung từ nay hãy gọi mình là bố. Cô bé ban đầu còn có chút ngại ngùng. Bố, Eun-sung à, gọi lại lần nữa đi. Bố, 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 bố. Ôi trời, con gái ngoan của bố. Dáng vẻ ngoan ngoãn này khiến Chi-hun không kìm lòng được liên tục hôn tới tấp. Sau đó anh bèn mua một căn nhà to, đưa hai mẹ con vào ở cùng mình. Eun-sung cuối cùng cũng đã có được căn phòng thuộc về mình. Cô bé vui mừng nhảy cẫng lên. Ngay khi ba người đang vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi, bác sĩ đột nhiên quyết định ngừng việc trị liệu của Hee-su lại. Hóa ra cô chỉ có thể tiếp nhận trị liệu bằng phóng xạ. Cách trị liệu này sẽ gây ra rất nhiều tác dụng phụ, khiến cho khả năng miễn dịch của cô giảm đi rất nhiều. Tiếp tục điều trị theo cách này thì sẽ mất nhiều hơn được, vì thế chỉ đành tạm ngừng điều trị. Sau khi biết chuyện, Chi-hun thấy rất bất lực, anh thậm chí còn cãi nhau to với bác sĩ, còn Hee-su thì lại buộc phải đối mặt với vấn đề sống và chết. Sao năm con gái tôi học tiểu học rồi, tôi có thể sống được đến lúc nào đây? Hee-su điên cuồng đổ muối vào trong súp, thế nhưng cô vẫn không cảm thấy vị gì. Bếp trưởng thấy vậy rất tò mò, tiện tay múc thử một muỗng súp trong bát của cô lên để nếm, vị mặn khiến anh ấy suýt nữa nôn ọe, sau đó bèn hỏi có phải đầu lưỡi của cô có vấn đề không. Nhưng Hee-su vẫn kiên quyết cho rằng vị súp rất nhạt, vẫn muốn tiếp tục cho thêm muối. Chi-hun dường như đã hiểu ra, anh bèn đổi bát súp khác cho cô, sau đó nếm thử một miếng, giả bộ nói rằng đúng là rất nhạt. Hee-su nhận ra có điều bất thường, cô dùng tay chấm vào muối ăn rơi trên bàn, sau đó bỏ nó vào miệng. Lập tức hiểu ra rằng mình đã mất đi vị giác, thân là đầu bếp cô nhất thời không thể chấp nhận được hiện thực này.
Chi-hun cũng rất buồn, anh chỉ đành dùng ánh mắt lặng lẽ an ủi cô. Nhìn thấy Hi-su có điểm kỳ lạ, bếp trưởng hoài nghi có phải cô mang thai rồi không. Sau đó bảo mọi người hãy cùng nhau chúc mừng, chúc cho cặp vợ chồng mới cưới này sớm ngày sinh quý tử. Thế nhưng chớ trêu thay, Hi-su không chỉ không mang thai, ngược lại còn mắc bệnh nan y, tính mạng cũng đã bắt đầu đếm ngược. Sau khi bữa tiệc kết thúc, hai vợ chồng ăn ý không nhắc đến chuyện ban nãy. Chi-hun bắt đầu lên kế hoạch cho hành trình tiếp theo. Anh quyết tâm muốn giúp vợ hoàn thành tất cả những tâm nguyện còn dang dở. Nghe nói Hi-su rất mong chờ một màn cầu hôn lãng mạn, phản ứng đầu tiên của Chi-hun đó chính là chuyện này quá ấu trĩ. Thế nhưng vì để thỏa mãn tâm hồn thiếu nữ của vợ, anh vẫn lén lút chuẩn bị. Anh muốn mời quản lý tới giúp, hỏi ông ấy có biết chơi guitar không. Quản lý cố ý nói đùa rằng mình chỉ biết đàn một bài, đó chính là Tình yêu không thể thành hiện thực. Chi-hun nghe xong liền muốn đá anh ấy một cái. Rất nhanh sau đó hai người đã sắp xếp xong khung cảnh cầu hôn trong nhà mới, vì để tạo bất ngờ cho Hi-su. Chi-han cố tình lừa cô tới nhà mới để xem nội thất mới chuyển vào. Hi-su xem xong rất vui, sau khi tạm biệt người bạn thân, cô bèn một mình đi về phía căn nhà mới. Chi-hun lúc này đang kích động thảo luận với quản lý về tiến trình của việc cầu hôn, thế nhưng dù luyện tập hết lần này đến lần khác mà mãi vẫn chẳng thấy Hi-su xuất hiện. Lúc này một quả bóng ân sung ném rơi trên những cây nến, bùm một tiếng ngọn nến vụt tắt. Lúc này Chi-hun bỗng có dự cảm chẳng lành, lo rằng Hi-su đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì thế vội vàng chạy ra ngoài tìm. Quả nhiên dự cảm đó đã ứng nghiệm. Ngay khi Hi-su chuẩn bị qua đường, bỗng nhiên cô cảm thấy mình không thể điều khiển được cơ thể nữa, cả người cứng đờ ra đó, làm thế nào cũng không động đậy được. Chi-hun vừa đi tới cửa thì nhận được điện thoại của bạn thân Hi-su, nói rằng Hi-su ngất xỉu rồi, bây giờ đang trên đường đi tới bệnh viện. Chi-hun hoảng hốt chạy tới bệnh viện, nhìn thấy cô bạn thân đang khóc lóc sướt mướt, bác sĩ đi tới nói với anh. Bởi vì khối u trong não dẫn đến tăng áp lực nội sọ, buộc phải lập tức dẫn lưu nội sọ ngay. Tình trạng của cô ấy rất không lạc quan, có khả năng sẽ chết trong lúc làm phẫu thuật. Sau đó bác sĩ yêu cầu người thân mau chóng quyết định xem có làm phẫu thuật hay không. Nội tâm Chi-hun hiện giờ rất rối rắm, cuối cùng anh vẫn quyết định cược một phen. Sau đó Hi-su nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật, lúc này quản lý cũng dẫn theo Ân Sung tới đây. Mấy người ngồi đợi bên ngoài phòng phẫu thuật đến tối muộn, đột nhiên đèn báo hiệu vụt tắt, tất cả đều căng thẳng tim đập thình thịch. Chi-hun lo lắng tình huống xấu nhất sẽ xảy ra, vì thế bèn bảo bạn thân Hi-su đưa Ân Sung về nhà trước. Lúc này bác sĩ bước ra, quản lý vội hỏi Hi-su vẫn còn sống chứ. Sau khi nhận được câu trả lời phải từ bác sĩ, mọi người lúc này mới dám thở phào một hơi. Nhưng loại phẫu thuật này không thể điều trị được tận gốc, bác sĩ nói tình trạng giống như ngày hôm nay bất cứ lúc nào cũng có khả năng tái diễn. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian, Hi-su cuối cùng cũng được xuất viện. Quản lý và Ân Sung biểu diễn một tiết mục chào đón Hi-su về nhà. Đây là lần đầu tiên cô vào ở nhà mới. Bạn thân tinh ý kéo quản lý và Ân Sung mau chóng rời đi. Nhìn khung cảnh Chi-hun chu đáo chuẩn bị cho mình, Hi-su vô cùng hạnh phúc. Mặc dù tạm thời vượt qua được một kiếp nạn, nhưng tình trạng của Hi-su vẫn đang tiếp tục diễn biến xấu đi. Cô lo việc mình đột ngột ra đi sẽ khiến con gái không chịu đựng nổi. Vì thế cô bắt đầu làm công tác tư tưởng cho con, nói với cô bé người không có mẹ vẫn có thể sống rất hạnh phúc, chỉ cần cho đi tình yêu thì sẽ nhận lại được nhiều tình yêu hơn. Trong lúc nói chuyện ánh mắt của cô bỗng từ từ mờ dần, Hi-su ý thức được lại có thêm biến chứng mới xuất hiện, mặc dù rất không cam tâm, nhưng cô cũng chỉ có thể dũng cảm đối diện. Ban đêm hai vợ chồng ôm lấy nhau nhẹ nhàng nhảy theo điệu nhạc du dương, không ai biết rằng họ còn được trải qua khung cảnh lãng mạn này mấy lần nữa. Chi-hun không kìm lòng được nước mắt lan dài, Hi-su liên tục an ủi anh, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi không được phép khóc nữa, chỉ được cười mà thôi. Hôm sau một nhà ba người đi tới sở thú, họ cùng nhau xem gấu trúc, cùng nhau đi dạo trong vườn hoa. Không còn bận tâm đến ngày mai, chỉ muốn cố gắng tận hưởng niềm vui ngay trước mắt. Anh yêu em Hi-su, anh yêu em, mỗi phút mỗi giây anh đều yêu em. Còn về kết cục của vài nhân vật quan trọng khác, Na-jun thấy Chi-hun si tình như vậy chỉ đành từ bỏ, chuẩn bị đi tới trường học ở Tokyo để dạy học. Phẫu thuật của mẹ anh và cậu cũng rất thành công. Sau khi ra viện bà ấy quyết định theo anh trai về quê, trước khi đi bà còn đến ngắm nhìn Hi-su từ đằng xa. Ngoài ra mẹ chồng sau khi biết tình hình của Hi-su thì chẳng biết nói câu gì, chỉ biết dùng hết sức mình giúp đỡ con dâu, bảo cô hãy cứ coi mình là mẹ đẻ mà tùy tiện sai bảo. Cuộc đời của Hi-su rất bất hạnh, dường như mọi điều không may đều có trong đời cô, thế nhưng cô cũng rất may mắn. Bởi vì có rất nhiều người yêu cô đồng hành cùng cô, vì thế để mà nói bộ phim này thực ra là một câu chuyện vừa bi thương nhưng cũng rất ấm áp giàu tình người.